Trước Leeds đang rệu rã, Aston Villa dễ dàng làm chủ thế trận ngay tại Elland Road. Đoàn quân của huấn luyện viên Steven Gerrard mất 22 phút để đưa bóng vào lưới chủ nhà. Sau đường truyền từ cánh phải của Matikas, Philippe Coutinho dứt điểm từ sát vùng cấm. Bóng chạm chân Pascal Estejuizica đổi hướng khiến thủ môn bó tay. Coutinho góp công vào 7 bàn thắng 4 bàn, 3 kiến tạo, sau 7 lần ra sân cho Aston Villa. Tại Premier League, phong độ của Anh từ tháng 1 năm 2022 đến nay chỉ kém Harry Kane. Chân sút đội trưởng của Spurs góp công vào 8 bàn. Bàn mở tỷ số của cựu cầu thủ Liverpool giúp Aston Villa thi đấu càng tự tin. Đội khách tiếp tục triển khai bóng mạch lạc ở hai biên và thu về bàn thứ hai sau cú sút quyết đoán của Cas vào góc gần ở phút 65. Phút 73, Callum Chambers đặt dấu chấm hết cho hy vọng của chủ nhà bằng pha dứt điểm không thể cản phá vào góc chữ A sau đường mớm bóng vừa tầm của Tyrone Mings. Sau trận đấu, huấn luyện viên Steven Gerrard không giấu nổi sự vui mừng trước màn trình diễn của học trò, đặc biệt là Coutinho. Việc mua đứt cầu thủ phức tạp hơn mọi người nghĩ. Nếu tôi có tiền, các bạn đều biết quyết định của tôi rồi đấy, cựu danh thủ người Anh bày tỏ mong muốn giữ chân Coutinho lâu dài. Chiến thắng 3-0 tại Elland Road giúp Aston Villa thắng trận thứ 3 liên tiếp mà không phải nhận bàn thua nào. Đây là thành tích câu lạc bộ này chưa từng làm được kể từ tháng 12 năm 2009 dưới thời huấn luyện viên Martin O'Neill. Tại Premier League, một câu lạc bộ gần như chắc chắn trụ hạng nếu có 40 điểm trong một mùa giải. The Villans giờ đây đã có 36 điểm.